Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại chơi game Plan vs Zombie và mình là phiên bản Anarchy này. Và bây giờ mình bắt đầu chơi. Hôm nay mình sẽ chơi con Gatling Pack này. Vâng, Gatling Pack. Nó sẽ chiến đấu với lại con Catapult Zombie này và một số con zombie khác. Vâng, mời các bạn nó xem. Và bây giờ mình bắt đầu chơi. Hôm nay mình sẽ chơi ở cái cửa ban ngày đi. Vâng, cửa ban ngày. Bây giờ trước tiên là mình sẽ phân chắc. Vâng, phân chắc. Vâng, trước tiên mình sẽ xếp quân. Mình xếp ở giữa này. Vâng, và bây giờ mình còn cùng luôn đi đã, vào mạng nó xem.
Và tiếp theo mình sẽ chuyển sang máy đựng nước các bạn nhé. Vâng, và bây giờ mình cũng bây giờ mình sẽ vào cái cửa trên nước này. Phần này thì mình sẽ trồng cái xe ngô này vào cái xe ngô này. Bây giờ mình sẽ gọi tất cả các con zombie của nó ra các bạn nhé. Vâng, bây giờ mình đã gọi được tất cả các con zombie của nó ra rồi. Đấy, rất nhiều con zombie. Vâng. Các bạn, đây là thêm của Zomber Team 1 các bạn nhé. Thank you.
Vâng, bây giờ mình sẽ gọi tất cả các con